Thấy không? Rất là mạnh các bạn, bạn nhìn mấy cây dừa của mình á. Cây dừa rất là mạnh, bay bay cây dừa thấy không? Đó, rất là mạnh các bạn. Rất là mạnh luôn các bạn ha. Đi rồng luôn thấy không? Rất là mạnh luôn, cực kỳ mạnh. Đó, khi ta buông ra thì máy tự động tắt luôn, không có chạy nữa, không trúng điện ha. Đây. Trắng trời. Nó lủng gạch luôn. Xi măng cũ nó đi luôn xi măng cũ luôn rồi. Một lỗ luôn rồi. Đi, cục xi măng luôn. Đây là thấy không? Rất là mạnh luôn. Rồi, chào các bạn, hôm nay giới thiệu các bạn một cái máy rửa xe ha. Nó hiệu là Oscar đây ha. Thì cái mã nó là MQ8989. Công suất của nó là tối đa được là 2500W ha. Và cái công suất bơm nước á, thì khoảng là 9 lít trên phút. Khoảng 9 lít trên phút ha. Và nó xài điện 220. Đây có cái đầu kim điện đây. Khi mua bộ này á, ta sẽ được tất cả là một cái máy nè, thì rất là nặng, khoảng 8 kg ha. Máy này khoảng 8 kg các bạn nha, rất là nặng. Nặng lắm. Điện 220, motor 220 mà rất là nặng. Và sẽ được cái bộ dây xịt. Đó, đây. Bộ dây này khoảng 7 m ha. Bộ dây này khoảng 7-8 m. Ta sẽ có được là cái đầu để ghim vào trong máy và một đầu để đưa ra súng luôn. Thì chúng ta chọn bộ này, nếu chúng ta có tất cả đó thì chúng ta chỉ cần gáp thôi là ta dùng thôi. Đây là một cái súng rửa xe luôn ha. Súng rửa xe luôn. Sẽ có 3 chế độ ha, chế độ xịt rửa xe, chế độ xịt tuyết và chế độ xịt tưới cây. Sẽ có 3 chế độ. Ta sẽ nói chung là tổng cộng ta sẽ có rất là nhiều ha. Đây một cái đầu để ta gắn ống nước vào thôi. Để ta gắn cái đầu vào á. Là cái lọc gác ha, để ta khi hút nước lên á nó không có bị gác dính vào các bạn, lá cây đồ dính vào cái gì nè, hút nước lên nó vô đây sẽ lọc được những cái rác bẩn không vào cái máy chúng ta. Đây là một chế độ chuyển đổi ha, chuyển đổi từ cái đầu bự sang cái đầu nhỏ đó. Đây là cái bình xịt tuyết ha, nói chung là có đầy đủ chúng ta luôn, chỉ cần về lắp gác và cắm vào sử dụng thôi ha các bạn ha. Đây mà lắp xong cái máy rồi ha. Đây, đây là cách lắp cũng dễ thôi, cái đầu này vô đây, này thì ta nối vô cái đầu này, nó qua thì cho đầu hút vô nước, thì ta gắn cái ấy vô, cái lọc gác vô, thử cho các bạn xem ha. Đây rất là mạnh, súng này rất là mạnh, thì cái này có ốc luôn, chỗ này luôn, nó chỉ cần dẫn ốc vô thôi là được. Đây rồi, thử cho các bạn coi phải ngay vậy đó. Đây cái súng đi ha. Đây. Thử cho bạn coi. Đây quên bật lên đã, bật công tắc này lên ha. Cho máy chạy ra khi nào mà nó có lực đã đủ thì tự động nó tắt luôn, không mình không cần phải tự tắt. Thấy không? Rất là mạnh các bạn, bạn nhìn mấy cây dừa của mình á. Cây dừa rất là mạnh, bay cây dừa thấy không? Đó, rất là mạnh các bạn. Đó, khi ta buông ra thì máy tự động nó tắt luôn, không có chạy nữa ha. Đủ gấp là cái động nó tắt. Ta dặn này cho nó đổi cái khác nè, cái xịt khác. Thấy không? Xịt theo kiểu từ trên xuống. Thằng nào chết cái này kỳ vậy. Đó thấy không? Nghe thấy không? Đó. Thấy mấy cái cây của mình không? Xịt qua đó nó bay gió. Ở chết chết rất rất. Rất là mạnh các bạn, rất là mạnh. Nè, mình xịt cái nó giật xuống luôn nè. Thấy không? Thật con cái lại mạnh ra tới giật súng ra luôn á. Mình cầm phải nữa. Rồi bị hở cái này lên rồi nè. Bị hở cái này lên là nó sẽ không có được ha. Ta phải đưa xuống nước cho họ nó chạy lại. Rồi mình sẽ xịt vô mấy cái gông trên tường cho các bạn xem này ha. Thấy giờ hiện tại đang có mấy gông đúng không? Xịt nè. Thấy không? Có đi được gông luôn các bạn.
thấy không, đi gồng luôn thấy không nha, đó là mạnh luôn các bạn ha, đi gồng luôn thấy không, đó là rất là mạnh luôn, cực kỳ mạnh. Đó, khi ta buông ra thì máy thì động tắt luôn, không có chạy nữa, không trúng điện ha. Đây. Trắng nó lủng gạch luôn. Xi măng cũ nó đi luôn xi măng cũ luôn rồi. Một lỗ luôn rồi. Đi cục xi măng luôn. Đây là thấy không? Nó rất là mạnh luôn. Rồi.